Sư Thích Ca Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng Giêng năm 2018. Chúng ta học đến đoạn thứ 52, 53, 54, 55 nha. Vẫn là cái chủ đề là các bước chuyển hóa tâm. Đoạn 52 này rất là thú vị. Chúng ta gắn cho quá khứ và tương lai một tầm quan trọng quá to lớn. Chúng ta sống và xem quá khứ cũng như tương lai cứ đang sờ ra đó, để rồi lại quên mất đi là mình đang sống trong hiện tại. Điều thiết yếu nhất là phải sống trong từng khoảnh khắc của hiện tại, bởi vì đấy là những thứ, đấy là những lúc duy nhất mà chúng ta có thể thật sự biến cải tâm thức mình bằng cách phát huy những xúc cảm tích cực, giúp mình có thể chăm lo cho kẻ khác. Thưa các vị, là trong kinh Văn Nikaya có một bài kinh nhắc dạy hiền giả, các vị nhớ bài kinh đó nhé. Cái đoạn này đó là một đoạn rất là ngắn mà Ngài Đản Lai Lạt Ma Ngài diễn đạt lại bằng cái ngôn ngữ rất là gần gũi với chúng ta. Nó cho chúng ta một cái ý niệm rằng là cái mà sở hữu được, cái mà chúng ta nắm được, nó là giây phút hiện tại chứ không phải quá khứ và tương lai. Chúng ta vẫn đi lang thang vô cái vấn đề là các bước chuyển hóa tâm nha. Các bước. Thì thật mình dùng cái từ lang thang nhưng mà nó không hàm nghĩa lang thang. Đây là chủ đề chính đó. Dù cho mình học bất cứ buổi học nào và bài kinh nào thì chúng ta cũng đang làm một việc, đó là mình nhận biết về cái năng lực vận hành nó đang thúc đẩy mình về cái chiều hướng tiêu cực. Rồi thâm sâu hơn là mình nhận biết rằng là mình có khả năng nắm được tâm mình để có thể chuyển hóa nó để thành bậc thánh. Cho nên là vấn đề này nó là một vấn đề muôn thuở, nói hoài không hết. Đã hơn 10 năm rồi mà vẫn chưa hết này. Cái vấn đề đầu tiên đó là mình gợi ý ra đây là hãy nắm lấy phút giây hiện tại. Chúng ta khai thác hai ba nét thôi. Nét thứ nhất là ta cố tình, trốn tránh. Nét thứ hai đó là anh chỉ có sở hữu được thời khắc hiện tại thôi. Thứ ba là chứng nghiệm giây phút hiện tiền. Ba vấn đề này. Thưa các vị, là dù cho các vị sống 1.000 năm,
Thế nhưng mà các vị không thể sở hữu được cái gì ngoài giây phút đang có mặt bây giờ ở đây hết đó. Như chiếc xe nó lăn bánh một dặm đường dài từ đây qua miền Đông Hoa Kỳ, nhưng mà nó chỉ tiếp xúc được ngay cái chỗ bốn bánh xe nó thôi. Nó lăn tới đâu thì nó lăn. Và đời sống mình cũng vậy nghe. Mình chỉ tiếp xúc được giây phút bây giờ ở đây thôi. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai thưa các vị là giây phút bây giờ và ở đây nó lại là nền tảng để các vị đạt đến tương lai, để các vị loại trừ những buồn thảm bất an quá khứ rồi. Các vị không thể nắm được giây phút nào để chuyển hóa đời sống mình bằng cái cách là nắm giây phút hiện tiền cả. Đời sống mình nó chỉ tiếp xúc bây giờ và ở đây thôi. Giống như chiếc xe nó lăn bánh trên đoạn đường 100 năm, các vị cũng đang lăn bánh trên từng sát na của thời gian, của không gian, chứ không có khác đi được. Điều thứ nữa rất quan trọng là các vị nắm được giây phút bây giờ ở đây, các vị chuyển hóa, các vị tu tập, thì mình làm định hướng cho cái hướng tương lai mình đi tới. Mình cũng loại trừ được quá khứ. Mình dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như các vị có thể an trú tâm trong một ngày, mình nói thời gian một ngày cho nó dễ hiểu. Tâm của mình nó an trú ngay trong cái trạng thái tỉnh tại hiện tiền và quán chiếu và tu tập. Thế thì nó làm giàu có, nó làm dày cái năng lực tu của mình, để chờ ngày mai từ cái nền đã có mặt trong cái công trình tu hôm nay ấy, nó làm cho cái an vui hạnh phúc của mình nó theo với cái vốn của mình đã làm hôm nay, nó dày thêm. Và cái điều rất dễ hiểu đó là ngày hôm nay nó sẽ trở thành quá khứ khi ngày mai, ngày mốt, ngày kia nghe. Thế thì các vị nhìn gần nhất, dễ hiểu nhất là các vị nhìn quá khứ gần đó, thì chúng ta có được những ngày đẹp, những ngày vui, những ngày lành, những ngày vô cùng dễ thương. Cái điều dễ hiểu nữa là thế này, khi mình tu tập được an lạc hạnh phúc ngay bây giờ ở đây thì những cái ưu tư phiền muộn quá khứ nó không có cơ hội nó trồi dậy trong tâm thức các vị. Cho nên nắm được hiện tại, tu trên giây phút hiện tại là người ta triệt tiêu được phiền não của quá khứ, người ta định hướng được hạnh phúc của tương lai là như vậy. Thế là cái điều mình đi vô rất dễ hiểu là thế này. Dường như đây là tâm bệnh chúng ta, ta cố tình trốn chạy, trốn chạy cái gì? Trốn chạy cái giây phút bây giờ và ở đây. Tâm mình không có chịu bằng lòng với cái năng lực tâm đang sống động tràn đầy bây giờ và ở đây nghe. Tại vì giây phút bây giờ dường như nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là bối rối. Kỳ thực là các vị an trú được ngay phút giây hiện tiền này thì tâm các vị nó triệt tiêu luôn ba thời tâm đó. Quá khứ, hiện tại, tương lai nó đều bị triệt tiêu. Và cái chuyện này ai cũng hiểu cả. Ví dụ như các vị có thể đem tâm nhận biết nó sống động tràn đầy ngay bây giờ, thế thì cái chuyện bây giờ đâu có gì phải suy nghĩ đâu. Mình cần cái sự bận biểu, cần cái lo âu, cần cái vướng víu để cho tâm mình nó có việc làm, nó có chỗ nó bám víu. Mà nếu không để cho những quá khứ nó tràn về, hoặc những ưu tư lo lắng tương lai nó có mặt, thế thì dường như mình rất là trống trải, rất là cô đơn, rất là trống vắng. Cho nên mình rất cần những cái điều gì đó để tưởng tượng, để nghĩ suy, để hồi ức, để tính toan. Trong khi đó nguyên tắc thưa các vị, nếu dừng tâm được ngay trạng thái tỉnh tại, sáng chói, tràn đầy sự nhận biết chánh niệm bây giờ thì chừng như là nó không còn có bóng dáng gì của những nghĩ suy, của lo âu, của phiền não. Quá khứ không còn, tương lai không cần bận tâm lo lắng. Ngay hiện tại thì có gì đâu để mà lo âu. Cho nên người ta rất sợ giây phút hiện tại. Có hàm nghĩa rằng người ta rất sợ cái trạng thái chánh niệm, an lạc, hiện tiền nha. Tại vì nó sẽ làm cho các vị cảm thấy rất là hụt hẫng. Thứ nhất là trống trải, thứ hai là mình chưa quen. Và giây phút hiện tại là giây phút niết bàn.
Nếu người ta nắm được cái giây phút này, chiếu sáng được giây phút hiện tiền này, thì người ta có thể thấy là bản ngã bị triệt tiêu. Cảm thấy là những cái vùng u ám của tâm thức nó không có điều kiện nó sinh tồn, nó không có điều kiện nó phát triển. Thế thì giây phút hiện tại, thưa các vị, nắm được thì người ta thành tựu được tuệ giác, chứng nghiệm được Niết Bàn đó. Tại vì ngay phút giây này không có phiền não nào sinh được cả. Phiền não nó chỉ sinh trong cái điều kiện tâm các vị có chỗ, có nơi để cho nó ghé vào, tức là có quá khứ, có tương lai, nó hiện lên, nó có một cái không gian và thời gian nhất định. Ví dụ như các vị khởi sự lo âu thì chuyện gì phát sinh? Nó có thời gian đâu đó nghe. Các vị hướng tâm về tương lai đi, nghĩ suy. Nếu các vị khởi buồn phiền, thế thì các vị phải mời quá khứ nó về. Những ký ức của các vị về nỗi buồn, về sự lo âu, nó tràn lên thì các vị mới có điều kiện để buồn phiền, để lo âu. Còn nếu các vị dừng tâm ngay sát na hiện tiền, thế thì triệt tiêu cả ba thời tâm là như vậy. Và mình giải thích sát na hiện tiền dễ hiểu là thế này. Ví dụ như ta biết rằng là ánh sáng nó có cái tốc độ là 300.000 dặm trong một giây, phải không? Tích tắc 2 tiếng rồi thôi, thì ánh sáng nó có thể đi ngang qua, đi ngang về miền Đông, miền Tây, Hoa Kỳ tới 70 lần đó. Một tróc tay thôi, thì tốc độ ánh sáng nó đi như vậy. Và thưa các vị, năng lực tâm của các vị nó có thể dừng lại ngay trong một sát na, tức là cái tốc độ của nó rất là nhẹ như vậy. Nếu các vị vừa suy nghĩ thì có thời gian chen vô nghe. Mình nghĩ bất cứ điều gì, nó cũng là cái dạng là ý thức của các vị khởi tiếng nói. Nghĩ suy là một tiếng nói thôi. Thế thì tiếng nói nó có mặt, nó liền có cái chi? Nó liền có thời gian trong đó, mà thời gian với không gian nó là một nghe. Thế thì cái gì sinh ra có mặt trong trần thế này có cái tính thời gian không gian đi vô, thì nó liền có cái tính sinh diệt đi vô. Tâm thức ta nó có một tiếng nói thì thầm, thì nó đều theo nguyên tắc là nó sinh và nó diệt. Và ta thấy nó là ta thì ta sinh ta diệt. Trong khi ta an trú trong cái trạng thái tâm sáng bừng ngay hiện tiền, triệt tiêu cái thời gian không gian, tức là cái đầu nguồn của ánh sáng, ánh sáng vật lý bên ngoài, cái tốc độ nó chậm hơn ánh sáng của tâm nghe. Thế thì các vị an trú được ngay hiện tiền thì tức khắc là các vị triệt tiêu được nghiệp thức của ba cõi sáu đường, triệt tiêu được sinh diệt vô thường, triệt tiêu được cái chấp trước về năm uẩn là ta là tôi. Nó phải như vậy thôi. Và cái pháp hành trì của chúng ta, thưa các vị, là dùng năng lực tuệ quán, dùng cái năng lực nhận biết để thấy đây là buồn, đây là vui, đây là lo âu, đây là phiền muộn, đây là thân, đây là những ý suy. Và tất cả những cái điều đó trở thành đối tượng bị thấy, mà các vị đích thực là cái thấy. Cái thấy này, thưa các vị, nó vô niệm, tức là nó không có tiếng thì thầm nghe. Thấy mà có tiếng thì thầm phê phán thì nó đã lạc vào cái thấy của sinh diệt có thời gian không gian. Còn cái thấy trực tiếp hiện tiền, nó vừa khởi tôi liền thấy, thì cái thấy này nó là ánh sáng. Ánh sáng này không phải ánh sáng của vật lý có tốc độ 300.000 dặm trong một giây. Ánh sáng này ánh sáng tự tâm à. Cho nên nó vượt ngoài ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Nó vượt ngoài ánh sáng của tối và sáng của nhân gian này. Ánh sáng nó soi thủng bóng đêm. Ánh sáng nó nằm ngủ nó cũng có. Nhắm mắt thì cứ nhắm mắt, nhưng nó vẫn có nghe. Ánh sáng nhận biết của các vị có khi nào tắt đâu. Các vị bị người ta bỏ vô một cái phòng rất kín, đóng cửa lại, nó đen thui, nhưng mà các vị vẫn biết chứ. Biết cái đen thui. Và bỏ trong cái chỗ đen, nhưng mà ta ma sát vào thân, ta cũng đang biết là tai ta đang đụng vào thân chứ. Người ta dùng cái từ khác là cái biết, dùng cái từ khác bằng hình xác là cái thấy. Thế thì thưa các vị, do vì nó là cái sở hữu duy nhất của các vị, nó là năng lực tự tâm của các vị, nó là thể niết bàn của các vị, nó là bản thể bất sinh bất diệt của các vị. Và chúng ta quen với cái chấp trước rằng ta là thân nè, ta là buồn vui nè, ta là nghĩ suy nè, ta là những cái sao động bất an nè. Do vậy cho nên ta rất sợ giây phút hiện tiền, ta cố tình ta trốn đó.
ta không muốn an trú được ngay tại đây. Do vậy cho nên cái từ trong kinh văn gọi là bối giác mà hợp trần đó, tức là quay lưng lại với giác ngộ, chạy đuổi theo sinh diệt vô thường thôi. Cái này thưa các vị, đọc vào kinh văn đại thừa thì kinh nào cũng nói vậy nghe. Đọc vào thiền ngữ thiền sư thì cái gì, cái ngôn ngữ nào cũng nói vậy. Các ngài bảo rằng là Phật pháp đã hiện thành, tức là đã thành tựu rõ ràng, đã có mặt, Phật đã hiện tiền. Tu là sai, các ngài nói cái từ đó sai lầm chứ không đúng. Không phải là cái chuyện thành đạo là chuyện tu nghe. Thành đạo là cái chuyện thể nghiệm được điều này, nhận ra được điều này, thấy ta đích thực là cái năng lực giác ngộ, là sống được với điều này. Sống được với điều này không có nghĩa là dụng công gì cả, mà sống được là khéo nhận ra. Rồi các vị thênh thang, các vị an trú ngay cái tự thể tâm đang rỗng sáng, tịch nhiên vô niệm, tràn đầy sự nhận biết ngay hiện tiền, thì gọi đó là sống với điều này, chứ không phải mình dụng công, không phải tu tập. Do vậy cho nên chư tổ truyền thống đại thừa và các vị thiền sư bảo rằng là nói tu là sai. Và các ngài mới có khả năng dám bảo rằng là toàn bộ cái sinh hoạt tu tập chúng ta là sinh hoạt của tiểu thừa. Tại vì nó phải đi vào từng bước một là như vậy. Rồi chúng ta thì căn cơ quá ư là chậm lục. Căn cơ chúng ta, do vì chúng ta cứ thấy theo cái thói quen tập khí là tôi là thân, tôi là vui buồn, tôi là nghĩ suy, cái gì cũng là tôi cả. Tôi là tài sản của tôi, của tiền của tôi, người thương của tôi. Do vậy cho nên các tổ thiết lập ra những cái bước từ bậc thang thứ nhất để các vị làm quen với công trình tu tập, bước dần lên là như vậy. Chứ đúng ra cái người đại cơ, tức là đại căn đại trí á, họ liễu đạt điều này dễ lắm. Họ chỉ cần làm việc là thấy được những cái sinh diệt mất còn đến đi, từ bên ngoài cho tới bên trong đều là cái bị thấy, mà họ đích thực là cái năng lực đang thấy. Họ đích thực là ánh sáng của tự tâm đang chiếu sáng hiện tiền. Rồi họ nhận ra điều này thì bản thể của họ là rỗng, là sáng, là giác ngộ, là vô sinh. Nó đã thành tựu bao đời rồi, chứ không phải là tu mới thành tựu điều này. Tóm lại, bước đầu mình gửi ra đây để các vị thấy rằng là chừng như ta luôn cố tình trốn tránh giây phút hiện tiền. Khi nào tâm của các vị mà nó có quẩn trống rồi, các vị rất sợ, các vị phải tìm cái gì đó để nghĩ suy, để bám víu, để lo âu. Phải có cái tiếng thì thầm gì trong đây ta mới chịu, tức là có vấn đề gì trong đây ta mới bằng lòng, ta mới cảm thấy đời sống mình nó sống động. Còn không có vấn đề thì dường như không thấy. Dùng chữ trốn tránh chắc chưa, không ổn đâu. Con nghĩ là mình cảm thấy chưa đủ, thành ra mình cứ đi tìm. Cái giây phút hiện tại mình cứ cảm thấy chưa đủ. Thực ra cái từ trốn tránh thì nó chuẩn mực thôi. Tại mình rất sợ nó, mình chạy trốn đó. Trong khi nó đang có sẵn nha, nó là bản thể của anh, nó là con người đích thực của anh, anh sợ nó quá. Anh muốn tìm mọi cái khác, anh bám víu vào. Anh rất là sợ an trú trong cái con người thực của chính anh, cho nên gọi là trốn chạy đó. Chứ không phải tại mình bây giờ mình có đúng rồi, mình cảm thấy mình chưa có đủ, tại mình chưa có không phải. Đủ. Thực ra nếu người ta nhận ra rồi thì tự nó đã thành tựu, đã đủ rồi đó, đạt đến giác ngộ tột cùng rồi đó. Mà tại vì người ta sợ nó, ta không dám sống thử một lần với nó. Ta nghĩ rằng là điều thứ nhất là nó quá ư là tẻ nhạt. Điều thứ đó, thì thực ra thì chúng ta càng tu á, các vị thấy là cuộc đời càng ngày dường như nó càng lạnh lùng hơn. Tại vì người ta thấy dường như mọi thứ nó đều phù du và vô nghĩa hết á. Và mình chưa đạt đến chừng đó, cho nên mình rất cần những cái nó lấp đầy á. Cần những việc lao sao, cần phải, ví dụ như mình tu thì mình cũng phải cần có bạn bè, có pháp hữu, cũng phải cần kinh văn, cũng phải cần lý sự, phải cần là các vị thầy ấn chứng cho mình là anh tu vậy đó, chứng được tầng thiền thứ nhất, tầng thiền thứ hai. Trong khi đó liệu một phát vô cái vùng trời tâm bất động chứ có cần chi đâu.
Các vị thấy là trong truyền thống thiền đấu ngộ, họ không có cái quả thứ nhất, thứ nhì, thiền định, chứng thiền, chứng định gì nhiều tầng hết á. Một là thấy tánh, hai là sống được với đạo là xong việc thôi. Mà thấy tánh, sống được với đạo càng ngày càng miên mật, càng viên mãn thì đạt đến Bát Địa Bồ Tát á. Bát Địa chứ không phải là hạng thường thường đó. Thưa các vị, là Bất Động Địa, Kim Cang Địa là Bát Địa Bồ Tát á. Chỉ cần bước hai bước nữa là thành tựu ở vị giác ngộ nghe. Thấy triệt được vấn đề, tức là thấu đạt toàn bộ, thấy đáy vấn đề. Bản chất anh vốn là vô ngã. Bản chất anh vốn là vô ngã. Gần nhất là anh là con người đang thấy bản chất vô ngã. Anh là thể ánh sáng tuyệt vời, vô niệm hiện tiền. Thì thưa các vị, sống được như thế này thì dần dần các vị đạt được cái mức thiền định thâm sâu mà truyền thống thiền của các vị sư truyền đạt, nó không thể bước theo kịp với bước chân của người thành đạt được điều này. Không có đi vào cái cửa ngõ tứ thiền bát định. Truyền thống nguyên thủy, thưa các vị, họ rất cực mực bài bác về điều này. Họ không thể nghĩ ra được điều này. Nhưng nếu các vị đọc các vị sư của truyền thống thiền đấu ngộ, các vị thấy khi đạt được cái thấy như thế này, sống thuần thục được với điều này, thì đã đạt đến cái địa vị của vô vị chân nhân. Vô vị chân nhân đạt đến trạng thái bất động địa hay là bất động định, thì nó đã tương ứng với Bát Địa Bồ Tát để là Kim Cang Địa đó. Điều thứ hai, xin thưa với các vị rằng là các vị có thể sở hữu mọi thứ giữa trần đời này, nhưng mà mọi thứ đều không phải là các vị. Này của, này tiền, này người thân, này bao nhiêu thứ lĩnh kỉnh bên ngoài. Nhưng mà những cái đều là những cái bên ngoài, đều là cái điều kiện nuôi dưỡng để các vị sống còn thôi. Còn bản chất đời sống các vị mà thủ đắc được, sử dụng được. Thật xưa các vị, chính xác nhất là chỉ có giây phút bây giờ thôi, chứ không phải là giây phút khác. Cái bài kinh trong Tương Ưng Bộ hay là trong Tăng Chi Bộ cũng có nghe, hay là Tiểu Bộ cũng có, bài kinh này được trích rất là nhiều nơi. Đó là quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa đến. Các vị còn nhớ bài kinh Nhất Dạ Hiện Giả đấy. Mình ghi cái tên là các vị tìm thôi, học thuộc lòng ngoài này ạ. Chỉ có phút hiện tại. Thưa các vị, là chỉ có giây phút hiện tại mà các vị dừng lại được bây giờ ở đây, thì các vị đạt được định bất động đó. Nó không còn lai động, không còn rung chuyển, không còn xê dịch, không còn bị phiền não kéo lôi, không còn bị bản ngã hay là buồn giận ghét thương gì nhận chìm các vị hết. An trú ngay bây giờ, ngay nơi đây thôi. Ở giây phút hiện tại, tức là sáng nay hiện tiền, thưa các vị, đã nhiều lần mình dùng cái ví dụ rất dễ hiểu, đó là thế này. Ví dụ như đây là dòng thời gian đi, mình vạch một đường rất mỏng manh, đây là giây phút hiện tại, thì nó đã thành quá khứ rồi nghe. Thế thì giây phút hiện tại là giây phút chi? Nó sáng ngời mà không có biên giới với thời gian và không gian. Nó chỉ là sự giao tiếp giữa quá khứ và hiện tại. Nó có mặt ngay bây giờ, nhưng mà nó chiếu sáng và nó bất động. Hay nói cái khác là nó di chuyển với một tốc độ nhanh gấp nhiều lần so với ánh sáng, thì được gọi là giây phút hiện tại. Thế thì các vị an trú ngay cái trạng thái tâm đang tràn đầy sự nhận biết, triệt tiêu quá khứ, triệt tiêu nghĩ suy toan tính tương lai, không có dấu vết nào của ý thức các vị đang bồng bềnh, đang nghĩ suy, không có một từ nào trong đây nó còn lại, chỉ có một trạng thái rỗng trống và chiếu sáng tràn đầy sự nhận biết, thì các vị đang an trú trong phút giây hiện tiền. Và nghe chừng như là nhiều chữ nghĩa, nhưng mà nó rất đơn giản và dễ hiểu nghe. Ví dụ ngay bây giờ, ngay nơi đây, các vị ngồi bình yên, tâm các vị nó không có khởi một cái sự suy nghĩ gì về cái chuyện mà chúng ta sẽ học hết. Thầy ông nói thì mình nghe, không nói thì mình không nghe. Ông nói mình nghe tiếng nói, ông dừng thì mình nghe quãng không của không tiếng nói.
tâm mình nó không nghĩ rằng ô chút nữa ra buổi học rồi mình làm gì đây, tức là nó có một câu nói trong đây thì các vị đã lạc vào tương lai với sự toan tính chút nữa làm gì. Còn nếu các vị không lạc vào tương lai, các vị ngồi, các vị chợt nhớ hồi nãy mình đi, chừng như mình cửa gara chưa đóng thì phải. Thế thì tâm các vị đang hồi ức về quá khứ, thì các vị đánh mất giây phút hiện tại, phải không? Còn nếu ta ngồi đây yên bình, mọi giác quan ta mở ra, mắt ta chiếu sáng, tai ta lắng nghe, và nếu có mùi hương nào đó phản ngang qua thì ta liền ngửi được cái mùi thơm. Thế thì các vị đang an trú ngay phút giây tỉnh tại hiện tiền. Thử kiểm tra coi ngay phút giây này các vị làm được như thế này, có cái phiền não nào sinh khởi không? Không. Có cái tiếng nói nào thì thầm trong đây để phê bình phán xét người nọ dễ thương, người kia khó thương không? Cũng không. Rồi có cái nỗi lo âu nào quá khứ nó tràn về, nó lôi kéo ta không? Cũng không. Có điều tội nghiệp là ta không thể sống được như thế này hoài. Nếu không có cái nhân duyên bên ngoài, đó là ngồi nghe pháp, thì tâm ta nó quá là trống trải, cho nên ta phải làm một cái chi đó. Làm cái chi bên trong mà không đủ thì phải làm cái chi bên ngoài. Đi tới đi lui, nhìn tới nhìn, nhìn qua nhìn về, rồi bóc một cây kẹo, lượm miếng bánh, mở tủ lạnh ra, kiếm miếng nước uống. Tức là luôn trốn chạy, luôn trốn chạy. Cái trạng thái tâm nó đang chiếu sáng hiện tiền, mình rất sợ đó. Cho nên thưa đại chúng, cái thời khắc hiện tại này ta biết rằng là nếu mất rồi tìm lại không được nhé. Và ta chỉ sở hữu duy nhất của nó mà thôi. Từ cái bước căn bản hành trì này các vị bước vào được thì các vị thành tựu được quá vị thánh. Ngay hiện tiền này các vị biết được nó, các vị tận dụng được nó thì các vị chiếu phá được phiền não. Không có thứ phiền não nào còn lại khi các vị biết an trú ngay phút giây hiện tiền cả. An trú được nó là an trú ngay định bất động đó. Thầy, như vậy nó còn cao hơn cái nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là mình phải có một cái rồi, còn cái này là không có chi hết. Thường đó, thường trong cái truyền thống niệm Phật thì người ta gom ngàn vạn niệm về một niệm. Nếu còn một niệm A Di Đà Phật á thì nó còn cái câu chữ đây. Cho nên mình buông cái tiếng A Di Đà Phật xuống, chỉ còn lại một trạng thái tâm chiếu sáng tràn đầy sự nhận biết thì gọi là nhất tâm bất loạn. Đạt được đến cái vô niệm, gom ngàn quan niệm về được gọi là nhất niệm bất động thôi. Yeah. Đạt đến cái vô niệm và bất động nữa. Thực ra giây phút đó thì mình đạt được nhất tâm bất loạn, tâm bất loạn, đạt được cái chánh niệm chiếu sáng đối tượng hiện tiền là giây phút mình đang nhận diện, đang đọc kinh. Nhưng mà ở cái trình độ này thì chúng ta chưa đạt đến cái trạng thái của tâm vô niệm chiếu sáng, đạt đến cái tình trạng là quang minh biến chiếu hà sa nghe, đạt đến cái tình trạng là nhất tâm bất loạn. Đạt đến cái định, nhưng mà định có đối tượng để định. Còn mà lui về, đang đọc kinh, đang tràn đầy cái sự tỉnh tâm chiếu sáng, nhưng mà ta đồng thời cũng đang tỉnh tại hiện tiền, đang quan sát cái con người nó đọc kinh, hoặc là những ý tưởng này nó đang dõi theo lời kinh á. Thì các vị dù đang đọc kinh, dù đang làm việc, nhưng các vị vẫn đang sống được với cái tự thể tâm bất động của các vị. Cái ví dụ này dễ hiểu nè. Các vị đừng nghĩ rằng thiền sư rồi không có toan tính, không có nghĩ suy nha. Thế nhưng mà khác biệt ở chỗ là ông có năng lực, cho nên ông ưng nghĩ thì ông suy nghĩ, ông ưng phê bình phán xét thì ông làm việc đó, ông ưng ngần thì ông dựng cái cục liền, không có dây dưa kéo dài. Cao hơn một tầng là suy nghĩ là cái chuyện vận hành của ý thức. Ý thức nó vận hành. Thế nhưng mà ông luôn an trú tâm ngay cái thể quang minh của pháp thân, soi sáng từng cái ý niệm nó đang vận hành. Đơn giản vậy thôi. Thưa các vị,
Nếu mình không đủ lực dụng thì không có sống được với điều này nghe. Các vị có biết rằng là có những con người ở đời á, họ không có tu đâu nghe. Họ chỉ là người sống giữa trần gian thôi, nhưng mà tâm họ rất là hào phóng. Những tay anh hùng, những người họ hy sinh vì đại nghĩa đó, thưa các vị, là họ sống một đời, họ coi của cải như phù vân, coi sinh mạng như là mãi lông cộng tóc, bay bay thôi, không đáng gì. Cho nên những việc cần làm cho con người, cho đời làm hết. Thế rồi tới cái giây phút mà cận tử đó, họ ra đi cách thông dong đó. Họ biết trước ngày họ chết nữa, họ coi cái chết nhẹ và như chuyện trở về thôi. Thế rồi có khi chúng ta tu mà chúng ta đối với cái chết chúng ta quằn quại, chúng ta khổ đau, chúng ta tiếc nuối. Nó khác biệt ở chỗ gì? Thưa các vị, cái chỗ tâm hồn đủ đại lượng, đủ phóng khoáng, đủ buông xả hay là không buông xả. Đối với người hay buông xả thì họ thấy rằng mọi của cải không đáng chi, tự thân này cũng không đáng chi. Họ không có chấp trước, họ không thấy cái gì ghê gớm cả. Còn chúng ta đôi khi tu mà chúng ta lại vô cùng nặng nề chấp trước. Chấp trước về công phu tu của ta. Tu 2-3 bữa chúng ta mong muốn mau đạt chánh quả. Cũng là một loại tham. Và tham nó được khởi nguồn từ bản ngã nghe. Từ cái tôi phải làm cái gì đó. Tôi phải có cái chùa lớn nè. Tôi phải có nhiều tín đồ nè. Tôi phải được người ta biết đến nè. Tôi phải dạy đạo cho hay. Người ta phải ngưỡng mộ. Tôi phải thành công, thành danh giữa cuộc đời này, để lại tiếng thơm, tiếng tốt. Thưa các vị, thế thì mình đi vào thế giới nhà chùa, mình tu tập. Nhưng mà cái tham tâm của mình chưa xả ly được. Mình không có sống một cách kiêu hùng như những tay là anh hùng ở ngoài cuộc trần. Không có thể là hào phóng một lần phóng mạng hết loại của cải, một lần coi thường sinh mạng. Mình còn rất nặng nề chấp trước về ta, về của ta, về danh dự của ta nghe. Thế cho nên có khi mình tu thì cứ tu, thế nhưng mà rồi tới gần chết thì quằn quại trên giường bệnh và kêu đồ tôn đệ tử nó dẫn mình đi một vòng quanh chùa để rờ từng phiến gạch. Công của tôi đã xây dựng như thế này mà chết uổng quá đi. Cái chùa tôi bỏ đây không biết làm sao. Và kêu đồ tôn đệ tử tới là di chúc là phải giữ gìn nha, đừng để nó suy hoại nè. Suy hoại tao về tao dặn họng tụi bay. Tao không có siêu đâu, tao làm ma thôi. Thực ra thì mình chưa cần nói đến vị Bồ Tát hay là không Bồ Tát, mình nhìn cái tâm lượng của người. Tâm lượng của người xả ly, tâm lượng của người không chấp trước, tâm lượng của người vì người. Thực ra thì nếu người tu mà chúng ta không cần đi ngang qua cửa Bồ Tát gì cả, các vị đi vào con đường học đạo thấy tánh, các vị thấy thân này chẳng qua chỉ là cái vật mượn xài một giai đoạn thôi. Của cải này cũng là một cái thứ phụ du, mình sử dụng nó để tiện dụng trong một đời thôi, chứ không có gì ghê gớm cả. Được chuyện hơn thua giữa trần thế nó không có gì ghê gớm cả. Chuyện phải quấy thị phi nó không có gì quan trọng cả. Thế thì các vị cũng đạt đến cái tầng xả ly đối với đời sống của các vị rất dễ nghe. Nhưng mà mình coi thường nó quá, mình đâu có thích khe nó đâu. Thực ra thì chúng ta tu, chúng ta có trí tuệ, mình sống thế nào nó đủ hài hòa, đủ cân bằng, không quá coi thường mà cũng không quá quỷ hoại. Nuôi nó một cách vừa phải, chăm sóc nó một cách vừa phải, không đến nỗi là để cho nó tàn tạ tu cũng được, nhưng mà không đến nỗi coi quá quan trọng nó về cái chuyện là chúng ta phải nuôi nó thật kỹ để cho sống dài chút để tu. Thưa các vị, không cần thiết như vậy. Và cái điều lạ lùng đó là khi chúng ta có một quan điểm rất nhẹ đối với sở hữu nè, đối với hình hài nè, chúng ta sẽ dễ dàng buông xuống tất cả những phiền não nó dấy khởi trong ta nghe. Và mọi phiền não nó lắng rồi, thưa các vị, nó là 50% của công trình dưỡng sinh nè. Còn nếu các vị chất đầy lòng mà những cái cưu mang, những ưu tư, những phiền muộn, những cái lo lắng về thành bại mất còn, những cái chết và sống trong tương lai, những cái tật và bệnh nó sắp xảy ra, có khi là thức ăn mình nuôi không đủ để cứu cái tình trạng lo âu băn khoăn của mình đâu nghe.
Và chừng như là chúng ta không được giáo dục để làm một việc đó là chăm sóc tâm mình, từ chăm sóc thân mình thì cái nguồn tâm an bình tĩnh lạc, và chúng ta chăm sóc bên ngoài nhiều hơn là chăm sóc nguồn tâm của ta. Mọi tật bệnh phát sinh đều từ tâm cả. 50% của công trình làm cho khỏe mạnh, loại trừ tật bệnh, là công trình các vị tu tập chuyển hóa tâm. Điều thứ ba, chứng nghiệm giây phút hiện tiền. Thưa các vị, là các vị chứng nghiệm được cái giây phút không còn thời gian nữa, gọi là chứng nghiệm giây phút hiện tiền. Triệt tiêu ý niệm về thời gian, quá khứ, tương lai, hiện tại. Các vị chứng nghiệm được cái trạng thái tâm nó đang có mặt chiếu sáng ngay hiện tiền bất động, thì các vị mới chứng nghiệm được cái giây phút không thời gian. Và chứng nghiệm được cái điều này thì thưa các vị đạt đến cái trạng thái tâm tịch lặng hiện tiền. Điều này nó không phải là khó, có điều do vì cái thói quen của mình trong quá khứ tới hôm nay là mình rất sợ cái giây phút hiện tại. Các vị hình dung rằng là khi các vị suy nghĩ một điều là các vị muốn cho tâm thức các vị nó có việc làm, cho nên các vị mới mời gọi sự suy nghĩ nó tới. Chuyện ngày mai nó xảy ra chứ có phải hôm nay đâu, mà các vị mời nó về để các vị toan, các vị tính. Thế thì các vị đang trốn chạy cái giây phút hiện tiền, có nghĩa là trốn chạy cái sát na của tâm bất động á. Trong khi giây phút hiện tiền thì nó rất là tĩnh tại, nó luôn chiếu sáng, nó an bình và nó tràn đầy phúc lạc. Còn giây phút quá khứ tràn về hoặc tương lai nó dắt dẫn thì luôn là những giây phút nó tạo thành hai điều: một là ưu tư, hai là lo lắng thôi nghe. Quá khứ thì nó tràn đầy những cái phiền não, nó cất chứa thì các vị mới mời gọi nó về. Tương lai thì nó không gì ngoài sự lo lắng và dệt và phóng ảnh và dệt thành từ ý niệm cả. Thế thì chứng nghiệm giây phút hiện tiền nó hàm nghĩa rằng là các vị chứng nghiệm được trí tuệ, phá vỡ được phiền não, đạt được vô sinh. Thực ra những cái từ đó chẳng qua chỉ là những cái từ người ta gợi hứng thôi, để các vị có thể nương vào đó đo được cái sự phát triển, cái trình độ tu của các vị. Sát na thành tựu được quả vị chánh giác, triệt tiêu nghiệp thức A Tăng Kỳ mà. Thế nhưng mà mấy ai có thể đạt được, do vậy cho nên phải thiết lập một cái phương tiện từ nó thang một. Ai cũng biết rằng là ngay phút giây hiện tiền này, anh chỉ có độc nhất, đó là thể nghiệm được nó thì thành tựu Niết Bàn. Thế nhưng mà ta thể nghiệm nó thì ít, mà ta hiểu nó trên ngôn ngữ chữ nghĩa thì nhiều, thậm chí thấy thấp thoáng thôi mà sống không được. Do vậy cho nên mới bài cho cái cách là anh luôn làm người quan sát, anh hay quan sát thân anh, quan sát những cái vui buồn của anh, quan sát những cái lo âu phiền não của anh, để tới một lúc nào đó tất cả những đối tượng bị quan sát nó tự nhiên triệt tiêu, tự nhiên trống vắng, tự nhiên không còn, anh chỉ còn lại một trạng thái sáng tỏ hiện tiền tràn đầy năng lượng giác ngộ, đó là ánh sáng, là sự quan sát thôi, triệt tiêu tất cả đối tượng. Thưa các vị, bước vào được cửa này, thấu đạt được điều này thì người ta không cần phải đi ngang qua nhiều cửa, phải dùng cái từ là chứng tầng thiền định này, tầng thiền định kia gì cả. Nó là như vậy. Và cái điều mong mỏi là các vị nên tìm đọc cái bộ, cái bài kinh Nhất Giải Hiền Giả nha, thuộc lòng đàng hoàng nha. Lấy nó làm bài thi kệ ngâm nga cho vui. Đoạn thứ 53 nè. Thiền định là một cách suy tư giúp chúng ta nắm bắt hiện tại dễ dàng hơn và để sống với nó một cách thanh thản hơn, không bị ám ảnh với những gì thích thú hay ghét bỏ, như khi phóng nhìn vào quá khứ hay tương lai. Mỗi khi gặp phải vấn đề khó khăn thì điều hết sức thiết yếu là phải đánh giá sự cố ấy đúng với tầm quan trọng của nó.
Nếu có một giải pháp thì nên mang ra thực hiện ngay. Thế nhưng nếu không có một giải pháp nào cả thì dù có lo âu cũng vô ích. Nếu không thì cũng chỉ là cách khiến cho sự bất an của mình nặng nề thêm thôi. Vậy thì lo âu để mà làm gì? Nếu phân tích các nguyên nhân và điều kiện gây ra cảnh huống đó thì tất chúng ta sẽ phải nhận thấy rằng chúng nhiều vô số kể. Phát huy một tầm nhìn bao quát hơn về những gì mình đang sống sẽ giúp chúng ta không gán cho một nguyên nhân nào hay một đối tác duy nhất nào và lý do đã gây ra khó khăn hay mang lại hạnh phúc cho mình. Đấy là cách giúp mình phân tích chính xác hơn những gì xảy đến với mình và sẽ giúp mình bớt lệ thuộc vào các điều kiện bên ngoài. Điều thứ hai của vấn đề nó là thực tập thiền định nhé. Thứ hai mình đi vô cái phần này. Thực tập thiền định. Có mấy ý ở đây. Một là thói quen của tâm. Thứ hai là sử dụng tuệ phân tích. Phần B. Và điều thứ ba là năng lực của tuệ quán. Thưa các vị, là đầu tiên mình nhận diện về cái thói quen này nghe. Nó có hai thói quen. Thói quen thứ nhất là nó lôi kéo về quá khứ. Thói quen thứ hai của tâm là nó luôn lôi kéo về tương lai. Và thêm một phần nữa, thưa các vị, hai cái điều này nó phát sinh, nó làm thành một cái tình huống rất là bối rối, rất là bất an của chúng ta. Ví dụ dễ hiểu thế này, ví dụ như mình đang bình thường đây, thế là có một cái tên khùng nào đó nó viết cho một cái thơ nặng danh. Và thưa các vị, chừng như là cái chuyện viết thơ nặng danh là cái chuyện nó xảy ra giữa xã hội bây giờ rất là nhiều nghe. Ở xã hội Mỹ này, thưa các vị, đúng ra là cái trình độ văn minh của người ta nó đạt đến cái điểm cao rất khá, đâu có đổi quá thô tục như những quốc gia còn chậm tiến. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng là hầu như tất cả những cái chuyện vu vạ nói xấu nó đều xảy ra từ những lá thơ nặc danh cả. Thì thực là nếu có những con người nào họ đủ cái nền tảng văn hóa nhất định, có một lương tâm nhất định, thì khi cần thiết họ tới nói thẳng mặt là tôi nói anh thế này, tôi nói anh thế nọ, tôi nói anh thế kia, thì còn có thể chấp nhận được. Thế nhưng mà bây giờ dường như là cái chuyện người ta dùng những cái lời ngôn ngữ nó tràn đầy sự khiêu khích, tràn đầy sự mạ lị. Nó không phải chỉ có là việc gửi thơ đến chúng ta, mà nó có mặt ở trong tất cả những cái comment, giống như là những cái buổi giảng pháp của các thầy, giống như là những người nổi tiếng hiện tại nghe. Các vị biết rằng cái cô gì mà làm trợ lý cho tổng thống Obama, tổng thống Bill Clinton hồi xưa đó, cái sự việc xảy ra, cái chuyện scandal xảy ra với cô, thưa các vị, là nó làm tổn thương cô đến nỗi là mất tới mười mấy năm chữa trị á, phải trốn luôn.
không dám xuất hiện trước mặt công chúng. Và sau đó thì cô mới có những buổi thuyết trình cho những người trẻ hoặc là những chàng thanh thiếu niên biết rằng cái cách làm thế nào để có thể vượt ngang qua những khó khăn. Và người ta, thưa các vị, nương vào cái điều kiện phát triển của tất cả cái sự truyền thông, máy móc, điện toán bây giờ, người ta có thể hủy hoại người khác không cần ra mặt là như vậy. Cho nên nó hình thành một cái loại văn hóa hiện tại là văn hóa ném đá giấu tay đó. Nó làm cho người viết á, càng ngày càng trở thành một người là thiếu trách nhiệm với chính mình, sĩ mạ, chà đạp, quỷ diệt người ta bằng ngôn ngữ, nhưng mà mình không cảm thấy rằng là mình có trách nhiệm gì cả. Đây là một loại, đây là một loại văn hóa hiện tại nó khá phổ thông nghe. Thế là cái điều nó liên hệ đến cái điều này, đó là thói quen của tâm. Thưa các vị, là mình lỡ dính vào những cái chuyện như người ta muốn đánh phá mình, hoặc là người ta biên một cái thư hăm dọa mình chẳng hạn, là anh hãy cẩn thận, là tôi sẽ hủy diệt anh, ví dụ vậy đi. Thế thì thưa các vị, cái chuyện hủy diệt của họ thì chưa xảy ra, nhưng mà tâm ta nó tự mời gọi cái sự lo âu về để nó làm cho tâm thức chúng ta tràn đầy sự bấn loạn. Thói quen tâm thức là như vậy. Cái chuyện ngày mai nó sẽ xảy ra là cái chuyện ngày mai, chứ bữa nay thì nó chưa tới. Thế nhưng mà khi ta nghe ai bảo rằng ngày mai sự việc nó xảy ra, thì chúng ta lâm vô cái tình trạng bất an, bối rối, lo âu và hoảng loạn. Nó là như vậy. Chỉ có những người có một cái trình độ nhất định nào đó, họ có năng lực tu tập thế nào đó, thì họ không có đến nỗi bối rối. Còn không thì thưa các vị, bác sĩ khám lo rằng là anh đã ung thư đến thời kỳ cuối rồi, có khi người ta suy sụp chết liền trong vòng một tháng thôi. Do vậy cho nên trong ngành y, mình nghĩ chắc mình nói không chặt lắm, người ta không cho phép bác sĩ nói thực trạng bệnh nhân sắp chết nghe, giấu, nói với người nhà thôi, nhưng mà đích thân cái người bệnh này không được quyền nghe, có phải không? Dạ, có nói thì cũng tìm cái cách nào đó nói rất nhẹ để người ta không biết. Và đây là bệnh chúng ạ. Có khi mình tu mình cũng mắc phải điều này á. Có những người, thưa các vị, điều lạ lùng đó là họ biết họ sắp chết rồi, thì họ biết rằng là cái việc này không tránh khỏi. Do vậy cho nên họ dành những ngày tháng cuối cuộc đời sống rất vui, rất vui. Thay vì anh buồn, anh khổ, anh nằm bất an, anh ra, anh rên rỉ, anh than thở, anh chìm sâu trong cái tình trạng thất vọng não nề, thì những ngày tháng đó anh làm cho khổ anh nhiều hơn. Thế rồi nếu anh quan niệm rằng ta chỉ còn 20 ngày để sống thôi, ta hãy sống hết mình bằng tất cả niềm vui, bằng sự đóng góp của mình trong khi mình còn có mặt giữa trần đời, thế thì niềm vui của ta nó làm thành cái chi? Làm thành cái sự nhẹ nhàng, thanh thản trước khi mình trả hình hài về cho các bụi. Với một tâm thức xả ly như vậy thì mình trả hình hài rồi, thì thưa các vị, mình không thể rớt xuống dưới được, đi lên trên thôi, không biết cõi nào, nhưng mà chắc chắn đi lên. Điều thứ hai, tự nhiên là cái buổi mai trai của mình nó không phải là một buổi buồn thảm ủ ê con cái khóc lóc nữa, mà là một niềm vui nghe. Cái điều này có khi nó không xảy ra với người có tu, mà nó xảy ra với những người họ biết cách sống. Cho nên chúng ta đừng quan niệm rằng mình tu mình hơn thiên hạ. Chưa đâu. Chừng nào mình suy nghĩ đến được cái điều này, thấu đạt được lẽ vô thường này, thì mình mới có thể sống an nhiên được. Còn không thì đời sống mình nó tràn đầy những lo âu, tràn đầy những bất an. Không có bất an thì mình cũng tạo nổi bất an, để mình sống với cái bất an đó, để cho nó có vấn đề để tư duy. Rồi đôi khi Người tu mình không hiểu điều này. Mình cứ tạo rất là nhiều vấn đề, cứ sợ già, cứ sợ bệnh, cứ sợ chết. Và thưa các vị, cái chuyện già và bệnh và chết, cái chuyện suy yếu từng ngày là chuyện tất nhiên nghe. Không có một hình hài nào sinh ra giữa trần đời này sống một ngày và không già đi một ngày. Sợ già, sợ tật bệnh, sợ xấu, sợ chết. Đây là thói quen của tâm mà. Thói quen của tâm. Ta
tu hành mà ta không có đoạn trừ được những nỗi lo lắng của vô duyên, thế thì làm sao mà tu? Và cái điều này là cái điều lo lắng rất là vô lý nghe, vô lý. Tại vì anh sợ những cái không đến được với anh á, anh canh phòng đó thì đúng, còn này cái nó đang đến anh lực lửng từng ngày thì mắc gì đâu anh sợ. Thì thôi thay vì ta sợ, ta hãy sống bình an với nó, ta hãy cảm nhận nó đến với ta từng ngày, ta mời gọi nó đến với ta thì vô cùng an lạc. Và cái trò chơi này dường như là cái trò chơi mà mọi con người giữa trần gian này đều phải vướng vào cả. Đây là thói quen của tâm ạ. Mình, thưa các vị, mình tu tập là để mình có một đời sống làm thế nào cho nó khác biệt với thiên hạ một chút, phải không? Tu tập mà mình giống y thiên hạ thì còn nói nghĩa lý gì? Người ta ở đời người ta sợ già, sợ bệnh, sợ yếu, sợ chết. Rồi mình đi tu mình cũng sợ già, sợ bệnh, sợ yếu nữa thì còn nghĩa lý chi? Cái chuyện đó là cái chuyện nó tới lừng lững từng ngày, mắc gì đâu mà sợ. Anh sợ không sợ chi, nó cũng tới thôi. Thôi thì hãy an nhiên sống từng ngày. Còn có một ngày khỏe mạnh, một ngày bình yên, một ngày có cơm ăn, một ngày có Phật để lễ, một ngày thân hình này còn đứng còn đi còn chỉ huy nó được thì vui ngày rồi. Không biết ngày nào đó theo với cái đà suy hoại vô thường nhé. Thưa thầy, ở đây có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là cái tương lai nó tới. Ví dụ như người ta nói mình cho mình biết cái tương lai đó nó xấu thì mình cũng bối rối, xong rồi sau đó mình tìm phương pháp để đối trị. Rồi có một cái nữa là mình bối rối rồi mình đi đến bất an. Như vậy thì cái phương pháp trên có được sử dụng hay là người tu không được? Thực ra thì mình có quyền á. Ở đây cái đoạn này ngài Đạt Lai Đạt Ma ngài dùng cái từ là tuệ phân tích nè. Tuệ phân tích. Có những bất an, có những bối rối, có những lo âu, có những cái sự việc nó tới với mình. Người tu không có hàm nghĩa rằng là mình giang lưng ra đó mình để cho người ta đấm, thế không? Mình phải đủ thông minh để biết rằng là cái điều này không cần thiết. Để làm được điều này, thưa các vị, đều có cái trí tuệ phân tích cả. Và ở trong cái đoạn này ngài bảo rằng là không có một cái thứ gì nó đến bằng một nguyên nhân nha. Nhiều nguyên nhân nó cộng lại để nó hình thành. Thế rồi khi nó hình thành cái này thì cái này là nhân để làm thành cái quả khác. Tôi ví dụ như cái sự việc xảy ra nó lớn ở cái mức độ nước non, nó là không phải đơn giản là chỉ có cái việc lịch sử sang trang năm 75 do một số người chịu trách nhiệm, mà nó là cái nhân quả quá khứ rất là nhiều nhân duyên hiệp lại để làm thành. Thế thì thưa các vị, dùng tuệ phân tích này để các vị thấy rằng là mọi cái lo âu, mọi cái phiền muộn, mọi cái sinh diệt, mọi cái hoàn quả đời sống con người, nó không phải là do cái việc này nó sinh ra việc này. Hay cụ thể hơn là thế này, mình thấy người kia họ ghét mình, họ gây phiền muộn cho mình, họ vung vãi họa hại vào mình, họ chà đạp mình, không phải là một nguyên nhân, tức là không phải vì con người đó họ căm ghét mình, họ thù hận mình, mà nó còn có những yếu tố là cái cách cư xử của mình trong quá khứ với họ. Rồi còn có yếu tố thứ hai là do nhân quả mình đã từng gây trong quá khứ mình không thấy. Ngay hiện tiền thì có khi là cái vụng về của mình. Thêm nữa là có khi ta không vụng về, nhưng mà bà con của ta, bạn bè của ta, họ mượn ta, họ làm cái điều kiện, cái cớ để họ gây khổ cho người kia, cho nên người kia đổ quả vào ta. Thế thì không có việc gì xảy ra từ một nguyên nhân cả. Dùng tuệ phân tích lý giải về những điều này để các vị loại trừ được cái gì? Loại trừ được những bất an của tâm, loại trừ được những lo âu phiền não của tâm, loại trừ những cái lo lắng không cần thiết nghe. Đây là mình nói về cái tuệ phân tích, nó cho phép các vị dùng năng lực lý luận của các vị quán chiếu để loại trừ bớt những cái nhân duyên làm cho cái sự căng thẳng của các vị, bất an của các vị, để các vị đạt đến một cái tầng an bình nhất định. Tuệ phân tích này nó nằm ở cái chiều kích cạn của thế gian pháp thôi. Và chúng ta có một cái kết về cái điều này, nó là thế này, thưa các vị.
Mọi việc nó xảy ra đối với các vị thì các vị đừng bao giờ đổ oan vào một người, một nguyên nhân, một đối tượng. Người ta gây khổ cho mình, đừng nghĩ rằng là đơn giản là chỉ vì người kia căm ghét mình. Nó có nhiều nguyên nhân. Tối thiểu thì ta đóng góp cho cái công trình này, cho cái việc làm này 50% rồi. Không có cái chuyện gì mà không từ ta mà sinh ra cả. Không có chiếc đũa nào gãy mà không có bàn tay anh thò vào để bẻ một, để nắm phân nửa cả. Nó là như vậy nghe. Đây là tuệ phân tích ban đầu để mình làm giảm thiểu đi bớt những cái khốn quẩn của trần thế. Thế là dùng tuệ phân tích để đi vào cái chiều tu tập thì thế này. Thưa các vị, cái bước đầu thiền định đó là ta có quyền dùng cái năng lực nhận xét nè, quan sát nè. Nhưng mà trên cái nền tảng giáo lý mà mình học được, để mình quan sát, để mình tư duy, để mình phá vỡ phiền não, nó là một lớp rất dày trong tâm thức nghe. Ví dụ dễ hiểu nhất là thế này, mình đang có cái cơn buồn hoặc cái nỗi phiền muộn bất an nó đang tràn ngập, mình dùng cái tuệ phân tích là mình thử thầm thì một câu rằng là tất cả nỗi buồn này rồi nó sẽ đi qua. Đây là dùng tuệ phân tích gần gũi nhất để mình có thể tận dụng nó mình tu tập nghe. Nguyên tắc là khi các vị nhủ lòng rằng là dù cho cái phiền não này nó lớn đến gần nào nó cũng đi qua. Cái ưu tư lo lắng này dù nó có tàn phá mình nửa giờ đồng hồ, một giờ đồng hồ hoặc là đêm nay trằn trọc mất ngủ với nó, nhưng mà ta nên làm một việc rất thông minh là hãy nhận diện rằng cái điều này rồi sẽ đi qua. Nỗi bất an này sẽ đi qua. Nỗi khổ đau này sẽ đi qua. Sự lo âu này sẽ đi qua. Đây là dùng tuệ phân tích để đi vào cái công phu thiền định này. Chưa cần đạt đến cái mức thiền định sâu xa. Chỉ cần các vị vận dụng điều này thì tất cả những cái trạng thái tâm tràn đầy tiêu cực quỷ hoại ta đó, nó lần lượt nó rủ nhau đi mất. Nó trả lại cho tâm thức các vị một cái vùng trời bình yên thôi. Điều thứ ba, mình đi vô. Thưa các vị, cái năng lực tự quán này nó rất là kỳ vĩ nha. Điều đầu tiên nó sinh khởi là khi các vị có được cái tuệ phân tích như vậy, thì các vị đã làm cho những cái loại tâm hành tiêu cực nó giảm thiểu thôi. Ví dụ như buồn, như lo, như giận, như oán hờn, như trách cứ, như bất hài lòng với đời sống của ta hiện tại, bất hài lòng với con em của chúng ta. Thưa các vị, tự nhiên là nó bằng cái tuệ phân tích này nó nhận diện mọi việc, tự nhiên nó lỏng, nó nhẹ ra, rồi các vị cảm thấy rằng là chấp nhận mọi việc nó như vậy một cách rất dễ dàng. Tự nhiên là mình cứu được đời mình. Còn không thì thưa các vị, sống bao nhiêu năm trên cuộc đời thì mình nhận chìm cuộc đời mình trong nỗi lo âu và phiền muộn. Năng lực của tuệ quán nó làm thành cái điều kỳ diệu như vậy. Đó là điều kỳ diệu thứ nhất. Năng lực tuệ quán này nó đi đến tầng thứ hai, thưa các vị, là nó giúp cho các vị tự nhiên là xả bỏ được cái chấp trước. Chấp trước tôi phải thế này, tôi phải thế nọ, tôi phải thế kia. Rồi chấp trước là tôi là thân nè, tôi là những buồn vui nè, tôi là sự suy nghĩ của tôi nè. Tôi suy nghĩ như thế này mà ai có một ý kiến phản bác là không được. Cái điều tôi nghĩ nó là chân lý, là điều đúng nhất. Thưa các vị, khi có thể phân tích rồi, người ta chỉ cần vận dụng ít nhiều về cái năng lực để quan sát thì thấy rằng là cái khả năng suy nghĩ của ta, phán đoán của ta, nó định hình ý thức của ta, chẳng qua là cái nền giáo dục của ta như vậy, nó nuôi dưỡng ta cho nên ta có cái nhìn như vậy. Nền giáo dục của người kia, họ được nuôi dưỡng trong cái môi trường như vậy cho nên họ phải có cái suy nghĩ như vậy, họ nói năng như vậy, họ viết lách như vậy, họ có cái chính kiến như vậy, không thể đổi thay được. Thế thì thưa các vị, mình xả ly cái cố chấp về sự đúng đắn nhất của mình rất dễ. Nhưng không có hàm nghĩa rằng, không hàm nghĩa rằng là mình là dân ba phải, không biết cái gì phải quấy nghe. Nó hàm nghĩa rằng là mình rất độ lượng, là thứ hai là mình chấp nhận người ta như bản chất của họ, và mình đợi chờ sự giác ngộ họ thôi, chứ mình không có quá ư là nặng nề đòi hỏi cái sự hoàn thiện của người khác, mà trái lại người đó đòi hỏi sự hoàn thiện của chính họ. Họ rất thông tuệ. Thế thì thưa các vị,
Khi ta hiểu được vấn đề này rồi ta có cái nhìn, đó là mọi thứ ở trần đời này, thưa các vị, nó đều bị hạn cuộc nhất định, bị nhân duyên nhiều chiều tác động nhất định, cho nên ta không có mong muốn có sự hoàn thiện của bất cứ ai. Ta không có chấp trách về một con người nào cả. Ta càng không phê bình họ phải thế này, thế nào, thế kia. Ta không yêu cầu hoàn thiện của mọi người, mà ta yêu cầu sự hoàn thiện của chính ta thôi nghe. Thế thì đây là cái tầng thứ hai, năng lực tự quán nó giúp cho các vị lấy bớt đi sự cố chấp không cần thiết. Tự nhiên con người đó có được năng lực tự quán thì họ vươn tới tầm cao của nhân phẩm đó. Đây, độ lượng, khoan dung, chấp nhận những cái sự đối nghịch của người, chấp nhận cái sự thù hận của người, thậm chí chấp nhận luôn cái sự mạ lị của người một cách rất là bình thường, chẳng có gì phải bận tâm cả. Và thưa các vị, do vậy cho nên cái con đường tu học Phật Pháp thì con đường đầu tiên để các vị có được tuệ giác là con đường của học Phật là vậy. Các vị đừng có lười nhác, các vị hãy đọc những kinh văn của Phật dạy. Rồi sẽ tới một lúc nào đó, tự nhiên tâm thức các vị nó có một sự tổng hợp nhất định về cái nguồn kinh văn các vị đã đọc nhé. Các vị sẽ có được cái nhìn thoáng đãng, không có quá cố chấp vào một ông thầy, một trường phái, một quyển kinh, một ngôi chùa. Lòng các vị dễ thênh thang lắm. Cho nên tuệ phân tích nó giúp cho chúng ta loại trừ đi cái tính cố chấp, tính kỳ thị, cái tính độc tài nghe. Độc tài về chân lý. Xã hội thì người ta độc tài về cơ chế chánh quyền. Người chúng ta đi vào thế giới tâm linh thì chúng ta độc tài về chân lý của ta đang tu. Tu niệm Phật là nhất thôi, hoặc tu thiền là nhất thôi. Rồi nếu mình lọt vô trường phái thiền thì thiền ông cụ Trúc Lâm là duy nhất. Rồi nếu mình làm đệ tử của Làng Mai thì thiền sư ông Làng Mai là duy nhất. Rồi nếu mình không tu hai truyền thống đó, mình theo ngài Goenka, thì mình nói là chỉ có thiền tập của thiền sư Goenka mới giúp người ta đạt được cái trạng thái an lạc, hoặc là phải đi theo thiền sư Ba Ốc qua bên Miến Điện, hoặc là qua bên Tích Lan. Thưa các vị, tự nhiên là ta có được tuệ phân tích thì ta lấy đi được tất cả những cái cố chấp của chúng ta, không những về thế gian pháp mà luôn cả về Phật pháp nữa các. Mình đâu nhớ cái gì mà tao bỏ đi. Thưa các vị, là mình soạn một cái dạng bài ghi như thế này rất ư là tương tác này nghe. Và mình không có ghi gì thêm ngoài những chữ mình ghi, cho nên bây giờ kêu mình nói lại mình quên mất. Tại mình ghi đó rồi lên bảng nói được gì nói, thần linh nhập thì nói thôi, còn không nhập thì không nói. Thế nhưng may mắn thay là trong đây thì mình ghi khác. Ghi khác, cái tuệ phân tích này á, sử dụng tuệ phân tích phần A, phần B. Cái phân tích đầu tiên, phần B nghe, lặp lại, phần B đầu tiên. Mình đương theo cái văn bản của ngài Đạt Lai Lạt Ma, tức là không có một nguyên nhân hay là một đối tác cho các tình trạng hạnh phúc hay khổ đau. Không có một nguyên nhân này hạnh phúc, này khổ đau, không hề là một nguyên nhân làm thành hạnh phúc hay khổ đau của các vị. Mà nó là rất nhiều nguyên nhân làm thành khổ đau, rất nhiều nguyên nhân làm thành hạnh phúc. Hạnh phúc của các vị nó lại trở thành nguyên nhân làm thành những cái khác. Nó trùng trùng nhân duyên như vậy. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai thưa các vị là không có nỗi bất an hay là bất hạnh thực sự. Chỉ là những phóng ảnh do tâm tạo. Đó là hai câu ở trong tuệ phân tích mình ghi trong đây. Kỳ thật là các vị nhận diện kỹ thì các vị thấy không có cái bất an
hoặc là cái bất hạnh, hoặc là hạnh phúc nào mà nó không, nó là thật cả. Tất cả thứ ấy đều là những phóng ảnh của tâm thức các vị, nó tạo thành thôi nha. Ví dụ như hạnh phúc của ta, nó chỉ là phóng ảnh của tâm thức mình. Mình phóng ra phía trước một hình ảnh như vậy, rồi mình bương bả chạy tới để nắm được hình ảnh đó, mình nghĩ đây là hạnh phúc. Nhưng mà kỳ thực khi nắm nó rồi thì nó liền tan mất. Còn cái bất an của các vị cũng vậy, là đều là những phóng ảnh, nó không có thật, nó được tạo thành do chính ta. Ở trong cái ngôn ngữ bây giờ người ta hay dùng đó là gì, không có kẻ thù, cho nên mình tạo thành kẻ thù để đánh phá. Trong cái thế giới, trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta giờ, họ hay loan ra cái tin hết không có kẻ thù. Thế nhưng mà vì không có việc làm cho nên ta tạo kẻ thù để chúng ta đánh phá kẻ thù cho nó vui thế thôi. Và thưa các vị, điều này nó xảy ra trong cái thế giới, trong những trang website, trong những bài viết, trong những cái công trình, người ta mất công bôi nhọ về nhau, mất công đánh phá nhau là như vậy đó. Mình thì trong phạm vi hẹp thôi, không có nỗi bất an thực. Chẳng qua là mình phóng ảnh á, mình tạo thành cái nỗi bất an giả vờ để rồi mình cố tình mình trị liệu, cố tình mình trấn ngự. Và cái điều này các vị tư duy thì các vị thấy rất rõ nghe. Tự nhiên mình gầy dựng nên cái nỗi sợ, nỗi bất an của chính mình. Rồi mình tìm ra cái phương pháp trị liệu. Thực ra tu là một cái việc rất là trò chơi nha. Tu để trị liệu nỗi bất an, trong khi nhìn cho kỹ thì bất an vốn không có thiệt, nó không có gốc rễ gì cả. Bản chất của nó gá vào cái sự mê lầm của các vị mà nó có, chứ nó không có thật. Do mê lầm cho nên mình tạo thành hình ảnh ma quỷ, rồi mình tạo thành nó xong rồi mình hoảng sợ, mình chạy trốn đó. Chứ còn thực ra thì không có ma quỷ gì cả. Giống như người ta, một họa sĩ đại thiên tài đó, họ vẽ hình vậy nè, vẽ hình quỷ dữ, vẽ hình địa ngục, vẽ xong rồi tự nhiên là bệnh luôn, khùng luôn, tại vì thấy địa ngục dễ sợ quá. Nó là như vậy đó. Điều thứ ba, rồi cứ hỏi đi. Đó là khám phá bản thể đích thực. Nó là gì? Nó là gì? Vẹt mây dần để thấy trăng. Thứ ba, nhận ra trời rộng khi mây vẫn còn. Bài thứ 54, cái câu đầu vô ngài dạy nè: các tư duy và xúc cảm tiêu cực che lấp bản thể đích thực hay là bản chất rạng ngời của chúng ta. Chúng có quá nhiều, và chẳng may nếu không khắc phục được chúng thì chúng sẽ xô mình vào bất cứ một cảnh huống nào tùy ý chúng. Dù là đối với một người Phật giáo hay không Phật giáo thì tất cả cũng đều có thể suy nghĩ và tự hỏi xem mình thật sự có thể phát biểu như sau hay không, là có chăng một cái tôi nào đó đang suy nghĩ rằng đây là tôi hay không. Đây là cái câu ngài mời gọi,
để chúng ta khám phá vào bản thể đích thực của ta. Thưa các vị, đây là một vấn đề cốt tủy nhất của người tu nhé. Thì thực rằng là đến một giai đoạn nào đó giữa cuộc đời, người ta đều mơ ước khám phá cái điều này thôi. Tại vì người ta không chấp nhận rằng là mình là một hình hài sống lây quay 5-70 năm rồi ra đi biến mất và hư vô. Người ta không chấp nhận rằng là đời sống mình nó đến và đi rất là phù du như vậy, nó phải có cái gì sau đó. Và từ cái nền tảng này, tức là từ cái câu phản vấn này, cái câu hỏi rất là cốt yếu này, sinh ra rất là nhiều truyền thống tâm linh. Những truyền thống tâm linh mà chúng ta biết và rất gần gũi đó là: anh không phải là hình hài, anh là một linh hồn bất tử. Cho nên trả hình hài về cho các bụi. Tùy vào công đức thiện lành của anh đã tích góp, anh có thể sinh về những cảnh giới cao. Và cảnh giới đó thì không còn sống, không còn chết. Thưa các vị, truyền thống Kitô, truyền thống Hồi giáo hay là truyền thống Phật giáo gì cũng lý giải cái điều này. Do vậy cho nên, thưa đại chúng, là tới một cái tuổi nào đó, đời sống người ta vươn đến cái tầm cao. Sự hiểu biết người ta nó nở trong tâm thức, người ta không chấp nhận đời sống này nó đến và đi rất là phù du và cát bụi như vậy. Ta không bằng lòng với sự chung cuộc không còn gì. Thế cho nên cái câu hỏi đặt ra là: cái gì là con người thật của anh? Cái gì là bản thể đích thực của anh? Hay dễ hiểu nhất là: cái gì là cái năng lực không sinh không diệt có mặt trong hình hài của anh? Nếu dùng ngôn từ đạo Phật là như vậy. Thì cái con đường thiền định của đạo Phật, thưa các vị, cũng để khám phá điều này thôi nghe. Thế cho nên cái câu đầu tiên đặt ra là: nó là gì? Bản thể đích thực nó là gì? Và cái trong nhà thiền thì người ta dùng cái từ là thị thẩm ma. Là cái gì? Nó là gì? Và trong từ tiếng Anh thì chính là nó, phải không? Thế sĩ cái gì đó? Chính là nó. Các vị lên nhà khách của phòng trà của mình có cái câu sư ông để đó. Thưa các vị, là đầu tiên người ta treo hình ông cụ. Mình thấy cái hình nó không có ý, nó không có tác động nhiều, cho nên mình hôm nay mình gỡ hình cụ mình cắt đi. Mình theo cái câu thư pháp của cụ thôi. Chứ hồi trước thì chỗ đó là cái hình của sư ông ạ. Tại vì, thưa các vị, cái thói quen của các già lam tự viện là cái chùa của vị giáo chủ nào thì cũng phải treo hình của vị giáo chủ đó. Nơi nào cũng treo cả. Làm như ta tới đó ta không biết cái chùa đó chùa ổng ạ. Nó vô duyên sao đâu. Mình không chịu duyên đó. Cho nên là nói: quý thầy cất đi, treo chỗ khác, treo phòng quý thầy đi. Hãy để cái thư pháp này ở đây để người ta thấy cái giá trị của một thiền viện chứ còn mắc gì treo hình ông chi. Thưa các vị, nói điều này mình không có cái ý bài bán gì về cái cách bài trí của các thiền đường hay thiền viện nha. Các vị vô thiền đường Mai Từ này, các vị có thấy hình thầy Phước Tỉnh đâu không? Không thấy. Về cái chùa mình đã từng ở, từng sinh hoạt 20 năm, dường như là mình không có cái hình nào treo hết. Treo hình Ngài Đạt Ma Đạt Ma, rồi treo hình ông cụ Trúc Lâm thôi. Tại vì quý thầy ở trước đó lúc mình đi vắng họ treo thì thôi mình về quan hỷ đeo treo thôi. Gỡ thì họ nói mình kỳ thị, thôi để yên đó thôi. Mình không muốn đụng chạm đến cái cảm tình tôn giáo của người ta. Nhưng mà bản thân mình thì mình đã không được quyền treo hình thầy bất cứ đâu hết. Và thưa các vị, từ điều đó là chúng ta trở lại cái chuyện mình đang nói. Không thôi mình nói lang thang rồi nó lạc đề mất. Cái chuyện mình đang nói là thế này: tất cả đời sống mọi con người khi vươn đến một cái trình độ hiểu biết như thế nào đó, người ta không chấp nhận rằng mình là vật chất nha. Mình hình hài tứ đại này đến rồi đi, mất biến và vô thường. Do vậy cho nên cái điểm mà con người lo sợ là cái điểm của tôn giáo phát triển à. Vì con người sợ mình không còn, cho nên tôn giáo từ cái nền tảng đó phát triển rằng là: anh tin đi, anh vững lòng đi, anh cứ bỏ tiền vô, anh cứ làm hết sức mình, anh tuân phục theo lời của Chúa dạy, anh sẽ được lên thiên đường, có cái ghế nó sẵn rồi, anh ngồi bên cạnh Đức Chúa.
Vâng vâng, thưa các vị, cái điều này đó là một lẽ thường, tại vì khi trình độ tâm thức người ta tiến tới một mức nào đó, người ta không bằng lòng cái chuyện là hình hài này nó là các buổi phụ du, nó phải có cái gì đó. Đây, ngay hiện thời những cái loại sở hữu vật chất mà con người tạo ra, các vị thấy là nó đã có hồn rồi. Ví dụ như cái máy điện toán của các vị, nó là một khối sắt thôi, những mạch điện tử nó dính vào nhau thôi, chứ nó có gì ngoài nó đâu. Thế nhưng mà cái đó chỉ là cái xác của cái hồn, nó là những chương trình được cài vô. Thế là chương trình đó mình thấy được không? Mình lấy ra được không? Cũng không. Thưa các vị, nhưng mà chương trình này không cài vô hoặc có một cái chút trục trặc thì cái máy của các vị nó sẽ thành một cục sắt bước đi. Nó chỉ trục trặc thôi. Hình hài này cũng vậy nghe. Nó chỉ trục trặc một chút về những chương trình cài vô đây. Thế thì hình hài này trở thành một loài, một đời sống thực vật. Lăn qua lăn về. Thậm chí là vứt ngoài đường cũng không biết xấu hổ là gì. Thế thì cái chương trình hoàn thiện chạy thông suốt. Và nó vận hành luôn được 70-80 năm. Thậm chí nó vận hành đến cái lúc mà các vị nằm ngủ, nhưng nó cũng phải làm việc miệt mài nghe. Ngủ thì cứ ngủ. Thế nhưng mà không vì lý do các vị ngủ say xưa mà tim các vị nó ngừng, nó nghỉ chơi một chút. Vận hành liên tục, phổi các vị vẫn làm việc, gan các vị vẫn lọc luyện máu. Và chương trình này được cài vào ngày đầu đời chúng ta rớt vào thai mẹ. Do vậy cho nên đến một cái trình độ tâm thức nào đó, tự nhiên người ta khát khao nhận ra được cái gì nằm bên sau cái khối sắt này. Tức là cái chương trình cài vào máy này. Lẽ thường là như vậy. Giống như máy móc thì nó phải có chương trình cài vô. Hồi xưa mình dùng cái ví dụ này thì có khi người ta không hiểu, nhưng bây giờ dùng thì rất dễ hiểu nghe. Hình hài này nó là một cục thịt thôi, nó là đất nước gió lửa tạo thành thôi. Nhưng mà cái vận hành hình hài này, thưa các vị, nó là phần tinh tế, nó vô hình. Nó không phải là như cái chương trình để cài vô máy, người ta ép nó trong, nén nó trong cái đĩa này cài vô, rồi lấy chương trình nó ra, rồi cái đĩa vẫn còn, thưa không? Không có cái chương trình tâm thức anh giống như là vật lý. Nó gá vào hình hài này một lần duy nhất thôi, hoàn thiện một lần thôi, chứ không có quyền cài thêm vô nữa. Anh thêm vô chẳng qua là thêm cái phần rất ư là vỏ bên ngoài thôi, thêm lá qua cành cho vui thôi, nhưng cái bản chất sự sống thì nó đã có rồi nghe. Thế rồi cái câu hỏi là đó là gì? Đó là gì? Mình xét sâu xa hơn thì các vị thấy nó không phải là buồn vui, nó không phải là những nghĩ suy quá khứ, nó không phải là những ký ức các vị chứa trong đây, nó không phải là những dòng ý thức phê bình phán xét nghe, mà nó là năng lực chiếu sáng tất cả những cái ấy. Nó có thể nhìn thấy từng dòng ý thức đang sinh đang diệt, nó có thể thấy từng cái niệm buồn vui đang đến đang đi. Rồi cạn hơn ở mức độ dễ hiểu là nó luôn làm chủ, nó luôn vận hành, nó luôn quan sát thân này. Thân này có thể đi, có thể đứng, có thể co, có thể duỗi. Nhưng mà nó đang tiềm phục, nó làm chủ là một. Rồi nó có thể nhận diện được cái thân này đang hoạt động là hai á. Thưa các vị, Thế Tôn dạy chư thì khao thực tập là co tay, duỗi tay, nghiêng đầu, nheo mắt, nhướng mày, ăn, nhai, nuốt, dở, bước, đạp. Điều làm một việc đó là phải quan sát, tức là phải sống với cái năng lực nhận biết tràn đầy. Để làm chi vậy? Để cho các vị từng bước một các vị nhận ra các vị đích thực là cái năng lực tâm bất động đang chiếu sáng thôi, không có chi khó hiểu cả. Các vị thực tập điều này lâu dần sẽ thấy rằng mình không phải là những buồn vui, mình không phải là những suy nghĩ, mình không phải là những tràn ý thức đang miệt mài xuôi chảy đây. Mình là cái năng lực tâm đang chiếu sáng vô niệm, quan sát được tất cả những cái vận hành của thân và những cái vận hành bên trong đây. Và cái này thưa các vị, nó vốn là vô hình, nó vốn là tĩnh tại, vốn là mênh mông, vốn là trời xanh lồng lộng. Còn tất cả những cái buồn vui, hờn giận, bất an của các vị, nó chẳng qua chỉ là mây mù, chẳng qua chỉ là bụi bay trong hư không, chẳng qua chỉ là những vật thể vô hình bay vẩn vơ trong bầu không gian thôi. Và khi mình nhận ra được điều này rồi, thưa các vị,
bắt đầu đi vào con đường thực tập có hàm nghĩa rằng là vẹt mây mù để thấy trời xanh nghe, để thấy mặt trăng nghe. Vẹt mây mù để thấy mặt trăng là làm gì? Thực tập từng bước đó là luôn nhận diện được thân này đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười, luôn làm chủ điều này. Thân anh vận hành, đứng đi là việc vận hành của thân. Anh luôn làm người quan sát thân nghe. Buồn vui sinh diệt đến đi đang rủi ngựa chạy ngang qua tâm thức anh là chuyện của nó, mà anh phải làm được việc rằng quan sát nó. Những suy nghĩ này nó thì thầm, có khi nó cuồn cuộn như một dòng chảy, có khi nó âm ỉ lặng lờ, có khi nó nổi sóng ma đào như là những lượng sóng thần. Nhưng mà tất cả những điều ấy đều là cái bị nhìn, cái bị thấy, cái bị nhận diện, cái bị quan sát thôi. Anh không phải là nó, anh không phải là buồn vui, anh không phải là lo âu phiền muộn, anh là người thấy được lo âu phiền muộn nữa kia. Thì cái tình trạng tu tập như thế này người ta gọi là vẹt lần mây mù để thấy được trăng. Từng bước thực tập theo truyền thống thiền tập. Bước thứ ba, thưa các vị, nhận ra trời rộng khi vẫn còn mây là thế nào? Ngay lúc đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương, nếu các vị có được cái lực dụng của công vô tu thì các vị thấy rằng là buồn giận nó vẫn còn đó, phiền não vẫn còn đó, lo âu nó vẫn như vậy. Nhưng mà ta an trú trong cái tuệ quán là đang thấy buồn giận sinh diệt thì trời vẫn còn nhiều mây. Nhưng mà mắt các vị đã chú ý tới hư không chứ không phải chú ý tới mây. Mình để ý rằng là khi mắt của mình đang nhìn để tìm nó hư không thì trời dù có đầy mây nhưng mà các vị vẫn thấy hư không. Thế rồi các vị cũng hướng ánh mắt nhìn về hướng đó, thế nhưng mà các vị đang chú mục tới mây thì dù cho không gian xanh lồng lộng xung quanh nhưng mà các vị vẫn thấy những cái chùm mây đang bay nghe. Điều này quy chiếu vào tự nội, các vị thấy rằng là khi các vị ngộ được bản tâm, thấy được ta đích thực là cái năng lực đang quan sát buồn vui, thì dù cho buồn vui nó còn nhưng mà các vị vẫn an trú được ngay cái con người quan sát buồn vui. Còn nếu các vị chỉ biết một điều là buồn vui là tôi, thế thì các vị liền đồng nhất mình và buồn vui thôi. Và nó cách nhau trong một đường tơ kẻ tóc thôi. Tức là trong một chớp tay vậy, các vị có thể đồng nhất mình vào đối tượng bị thấy, bị biết. Một chớp tay vậy, nếu các vị khéo thì các vị liền an trú ngay cái tuệ quán là con người đang quan sát cái đối tượng bị biết, bị nhận thấy, bị buồn vui kia. Thưa Thầy, khi mà mình nhận thấy nó, rồi cái, mình tự nhiên mình thấy buồn xong mình nhận cái ra nó và mình không còn lo nữa, nhưng mà mình chưa có tách rời ra mình khỏi nó được, là tại sao? Tại mình chưa thực tập một cách liên tục. Mình phải cần gia công thực tập rất là bền bỉ. Cho phép mình thất bại 1000 lần nhưng mà cũng có một lần mình làm được nghe. Cũng có một lần mình làm được. Rồi sẽ đến giai đoạn rằng là 1000 cơn buồn giận ghét thương nó đến, nó dẫn dắt mình, nhưng mình làm được 2 lần là mình tách mình được, mình nhìn được nó. Thưa các vị, đừng nghĩ rằng cái việc này nó là bình thường nghe. Đây là bước giác ngộ căn bản của 10 phương 3 đời chư Như Lai. Tại vì xưa giờ mình chưa học Phật pháp, mình thấy mình đơn giản chỉ là buồn với là vui, mình đồng nhất mình vào nó. Cho nên mỗi lần buồn vui tới thì mình bị nhận chìm. Mỗi lần lo âu tới thì mình bị nhận chìm trong lo âu, mình đồng nhất mình vào nó. Thế là Phật pháp tặng cho mình một bước nhảy lượng tử, là ngoài cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, tôi còn là người có thể nhận diện được đây là buồn, đây là vui. Ngay căn bản là khi ta nhận diện được đây là buồn, đây là vui, thì ta là người nhận diện. Buồn vui là một cảm xúc, một cảm thọ, nó đến với ta. Và cảm xúc, cảm thọ thì nó đến rồi nó đi, nó sinh rồi nó diệt nghe. Còn các con người nhận diện được nó thì chưa hề sinh và diệt. Và khi các vị nhận ra điều này thì các vị đích thực là bản thể tâm, đích thực là hắn đó. Hắn đó là tâm Phật bất động, hắn đó là chủ nhân ông, hắn đó là chân tâm thường trụ, hắn là thể niết bàn, hắn là tự tánh Di Đà, hắn là pháp giới thân. 1000 tên gọi. Thưa các vị, chỉ nhắm vào
cái năng lực tự nội của các vị khéo thể nghiệm thì các vị sẽ thấy rằng là ta học tới 1 triệu pháp môn, ta tu bao nhiêu pháp thì không biết, nhưng mà cái đỉnh đến của nó là như vậy. Thể nghiệm được điều này, thưa các vị, từ truyền thống của mật thừa gọi rằng là tam mật viên thông, ngay hiện tiền chứng kim thân Phật á. Còn truyền thống Tịnh Tông thì ngay hiện tiền vãng sinh về cảnh giới A Di Đà. Truyền thống Thiền Tông thì ngay hiện tiền an trú ngay thể pháp thân, an trú với cái thể tâm không sinh không diệt. Thế thì khi các vị tắm được điều này, ngộ được điều này, thể nghiệm được điều này, sống được với điều này, thì cái chuyện sống và chết xảy ra với thân là chuyện bình thường. Chết thân chứ có phải ta chết đâu. Hình hài nào, cái vỏ nào mà không rã ra. Nhưng mà cái năng lực tâm bất động thì thưa các vị, nó không lệ thuộc chi vào thân cả. Nó vốn là thể niết bàn lòng lộng, nó như ánh sáng, không bị diệt được. Nó như năng lượng tán mình ra thì nó thành năng lượng, gom nhỏ lại thì nó hình thành một hình hài vật lý, đi đứng nói cười. Ở mức tinh mệnh thì năng lượng nó gặp, nó làm thành những buồn, những vui, những cơn sóng. Tinh mệnh hơn nữa, tinh tế hơn nữa thì năng lượng nó làm thành từng dòng ý nghĩ đang sinh ra diệt đấy. Thưa các vị, cái điều này nó rất là dễ hiểu và cũng rất dễ để cho chúng ta thể ngộ và tu tập nhé. Cuối cùng có một kết luận ở đây nhé. Để rồi hồi hướng nha. Bà con ai cũng mỏi mệt rồi, mình đang trong hồi hướng rồi mới về. Ý thứ nhất, thưa các vị, điều thứ nhất mình thưa với các vị là cái con đường này có thể rất dài nhưng cũng rất ngắn nha. Dài là sao? Nếu cái chấp trước của mình nó còn rất nặng, mình cứ bám víu tôi là thân nè, tôi là vui buồn, tôi là nghĩ suy nè, tôi là của cải vật chất nè, mình không có đủ dũng khí của những anh chàng tráng sĩ một lần vung gươm là quyết định được sống và chết, thế thì thưa các vị, chắc chắn rằng là mình tu phất phơ chơi cho vui thôi, chứ còn không thể đoạn được phiền não. Còn nếu các vị là những anh kiếm sĩ một lần vung gươm là dứt khoát, một là sống hay là chết, thế thì thưa các vị, con đường rất ngắn nha. Nói như vậy để hù nhau, nhưng mà kỳ thực nó giản dị hơn nhiều, chứ không nên đổi dễ sợ như vậy. Đó là thế này, khi các vị thấy rằng là mọi cái đối tượng bị nhận biết thì không phải là các vị. Ví dụ như cái nhận biết cảm giác là này cửa, này nhà, này ngựa, này xe, này tiền, này bạc, này người thân, nó đều là cái bị các vị thấy. Nó là cái sở hữu của các vị, nó luôn cách ly với các vị, nó ở ngoài các vị. Thế thì thưa các vị không có quyền gì đối với những sở hữu bên ngoài cả. Cái nhà của chúng ta chưa chắc người ta có quyền sở hữu nó, và ưng bán thì bán, ưng mua thì mua nghe. Nó liên hệ chằng chịt nhiều nhân duyên lắm. Mình muốn bán ra, nhưng mà thưa các vị, nhà có phải mình đứng tên đâu, còn có bà xã mình hoặc ông chồng mình hoặc con cái mình không chịu sao. Hoặc là bán đi rồi thì thuế nó lấy hết 50% rồi còn nghĩa lý gì. Cho nên rất nhiều nhân duyên chằng chịt. Nhưng mà biết rõ điều rằng là nó ở ngoài ta thì nó tuân theo quy luật của nhân duyên là một, vô thường là hai. Nó đến nó đi, nó sinh diệt theo cái chu kỳ nhất định của nó. Đó là khi các vị quán chiếu thì thấy rằng những cái mà các vị nhận diện được nó là cái ngoài các vị. Rồi các vị nhận diện được thân này là cái của tôi, buồn vui này cũng là cái của tôi, nghĩ suy này cũng cái của tôi. Nó hàm nghĩa rằng là tôi làm chủ nó, nhưng mà cũng có lúc tôi làm chủ không được. Nhưng mà tôi nhận biết nó thì nó là đối tượng, nó không phải là tự thân tôi, không phải là cái chân thật nhất của tôi. Tôi chỉ có một cái thứ chân thật nhất, đó là cái năng lực tuệ quán thôi. Đó là cái con người nhận biết thôi, còn cái bị biết
đều là cái sở hữu, đều là cái bên ngoài cả. Khi ta nhận biết được điều này, thưa các vị, một phát một thôi, như kiếm sĩ thôi, sống với cái biết, đừng sống với cái bị biết, chết với cái đang hiện tiền, đang là chính ta đây, chứ không có chết chìm trong cái chuyện là những buồn, những vui, sinh diệt mà ta bị nó nhận chìm. Thế thì các vị đủ bản lĩnh, đủ khí phách, đủ tố chất để làm Phật trong một tóc tai. Thấy được phiền não, không phải là ta là người đang thấy, giản dị vậy thôi. Thế thì các vị bỏ phiền não không phải là khó nghe. Bỏ lo âu, bỏ bất an không phải là khó. Rồi bỏ cái sinh diệt mất còn cũng không phải là khó. Thế nhưng mà mình chưa đạt được điều này, cho nên con đường chuyển hóa tâm, con đường thành đạt được trí tuệ, nó thâm thẳm dài là như vậy. Đây là lý thứ nhất. Tùy vào năng lực trí tuệ, tùy vào nhân duyên lành của từng người, tùy vào cái khí phách của từng người, cái can trường của từng người, có dám bỏ phiền não hay không. Mà con đường chuyển hóa hay là con đường thành Phật nó dài ngắn. Điều thứ hai, một cái câu rất là thi ca là trời xanh vẫn vậy. Chỉ tại anh không chịu đặng ra đó thôi. Thưa các vị là chung quanh các vị là chi? Là trời xanh chứ chi? Trên hư không mênh mông cũng có trời xanh, cũng có mây. Nhưng mà nếu các vị nghĩ, nếu các vị tìm trời xanh thì các vị không bao giờ tìm được. Như cá nó hỏi chứ nước ở đâu vậy? Không chỉ nó được. Nói rằng là anh đang lội trong nước, anh đang bơi trong nước, anh đang thở trong nước, anh dạo chơi trong nước, anh ăn, anh ngủ trong nước. Nói sao tôi không thấy, chỉ cho tôi nước đi. Nói rằng là anh đang sống giữa trời xanh, giữa một cái vùng oxy mênh mông này, chỉ cho tôi đi. Cái gì là oxy, cái gì là trời xanh? Tôi chỉ thấy đây là nhà, đây là người, đây là cây cối, đây là thú rừng, đây là mặt đất. Còn cái gì là trời xanh, chỉ cho tôi đi. Chỉ lên trời, nó đây. Nói tôi chỉ thấy mây, tôi chỉ thấy xa, đó là mặt trời hoặc mặt trăng, tôi có thấy trời xanh là gì đâu. Thế thì các vị hình dung rằng là bao giờ bao quanh của các vị cũng là trời xanh cả. Cái năng lực tâm giác ngộ của các vị, thưa đại chúng, rằng nó không thiếu một phút giây nào nghe. Nheo mắt, chớp mày, đưa tay. Thưa các vị, nếu không có cái năng lực nhận biết thì các vị không tồn tại được. Hình hài của các vị trở thành một đống thịt mà thôi. Không có cái chương trình vận hành thì máy các vị liền vứt đi. Thế nhưng mình hỏi là cái chương trình ở đâu vậy? Thưa các vị, chỉ không được nghe. Tại vì mở ra từng con ốc thì nó là con ốc, chứ không có chương trình gì trong máy cả. Từng cái mạch điện thì nó là mạch điện. Do vậy cho nên, thưa các vị, trời xanh thì đang đợi, tâm Phật bất động thì đang có trong các vị. Từng phút giây các vị không chạy trốn được, các vị đang sử dụng đó. Nhưng mà các vị không hề nhận ra được. Các vị chỉ thấy cái bị biết, mà các vị quên các vị là cái biết, chứ không phải cái bị biết. Điều thứ ba, hãy tận dụng. Thưa các vị, là ta nắm trong tay tất cả những điều kiện để làm Phật. Điều này mình không có nói thừa đâu nghe. Không có vu khống nhau đâu nghe. Cái điều kiện gần nhất là các vị đang có môi trường rất thuận lợi để tu tập. Điều kiện thuận lợi thứ hai là các vị đang có một hình hài hoàn thiện, có năng lực trí tuệ nhất định. Điều kiện thứ ba là các vị cũng đang học Phật Pháp, các vị hiểu được điều này. Điều kiện thứ tư vô cùng cần thiết là những đối tượng bị biết nó đang có trong các vị nghe. Đối tượng của tâm ai cũng có cả. Đối tượng đó là những buồn, những vui, những hờn, những giận. Đối tượng đó là những suy nghĩ thì thầm. Ai chẳng có điều này. Tức là cái đối tượng bị biết nó đang hiển hiện. Cái đối tượng đó là những cái điều kiện đó giúp cho các vị, để các vị có thể sống được với đạo, nó cũng đang có mặt và các vị đang sở hữu á.
ta đang sở hữu những điều kiện tuyệt vời để làm Phật và ta không chịu làm Phật. Ta cứ luyện đời sống mình để nhận chìm trong những nỗi khổ niềm đau, những bất an, những lo âu, những phiền muộn, rất tội nghiệp. Rồi sẽ tới một lúc cái vị mơ ước có điều kiện như thế này tìm không ra nha. Sẽ tới một lúc mình nằm dài ra đó, năng lực trí tuệ mình nó giảm đi, mình không có khả năng thực tập được, mình có thể tập tè sống được với cái năng lực giác ngộ. Lúc bây giờ thưa các vị, già hơn nữa rồi, phiền não nó càng ngày nó càng xâm lấn đời sống mình nghe. Tại vì cơ thể mình nó suy yếu thì những cái khó chịu bực bội nó dễ phát sinh vô cùng. Và cơ duyên học Phật Pháp nó đâu phải là nó trải dài như thảm đỏ, trải dài mời gọi ta bước lên đâu. Sẽ có một lúc là mình không có cơ hội gặp Phật Pháp ngay hiện thời. Cũng chưa chắc gì là mình nuôi giữ được tâm Bồ Đề cho nó vững chắc nghe. Sẽ có một lúc cái tự nhiên vì một cái nhân duyên gì đó, mình gặp một cái sự cố gì xảy ra trong cuộc đời, mình tự nhiên là mình chán nản nè, mình quay lưng lại Phật Pháp nè. Mình nghĩ rằng mình tu Phật như thế này, nhiệt tình của mình như thế này mà rồi Phật Pháp không cứu mình. Nào là những cái bất chắc cuộc đời nó đổ vào mình nhiều như thế này, thôi thì tu Phật làm chi. Hoặc là mình có cái sự việc chi đó, mình nhờ một số quý thầy quý cô hoặc nhờ chùa viện nào đó giúp mình. Thế rồi cái giai đoạn đó thì nó làm vô cái sự khó khăn là chùa viện nào cũng bận việc của họ, không giúp mình được. Tức là không đáp ứng được cái nhu cầu của mình khi mình cần đến. Cái mình quay lưng lại, mình nghĩ rằng là dường như là nhà chùa rất là vô ơn, cho nên thôi mắc gì đâu mà phải tới với chùa, mắc gì đâu phải tu với Phật. Thôi mình tu với truyền thống tâm linh khác cho nó khỏe đi. Chưa lường được tâm thức mình nó đổi thay nghe. Chưa lường được hoàn cảnh mình nó đổi thay. Càng không chắc ăn rằng là kiếp sau mình gặp Phật Pháp nữa. Cho nên thưa các vị, hãy tận dụng cái điều kiện các vị đang có. Hình hài các vị đang có, điều kiện ngoại vi các vị đang có. Điều kiện nội vi là những buồn, những vui của các vị. Nó là điều kiện để các vị an trú tâm ngay trạng thái quan sát, để các vị làm đầy cái năng lực thiền định của các vị, sống với cái thể tâm bất động của các vị. Và nếu chúng ta không biết tận dụng được điều này, để cho một ngày nó đi qua, một ngày nó đi qua, và nó mất vào hư vô thì rất là tội nghiệp nghe. Cái câu mình nói như câu thần chú đó, rằng là các bạn có thể kiếm được tiền, kiếm được cửa, kiếm được nhà, kiếm được tình. Ông già 60, 70 cũng có thể kiếm được tình nhé. Nhưng mà kiếm được một ngày của đời sống là kiếm không được. Nó qua là đi biến mất á. Nói một ngày thì nó nhiều, nhưng mà kiếm được một giờ đồng hồ kiếm không ra. Thế thì xin đại chúng hãy tận dụng cái điều kiện các vị đang có. Các vị đừng có phí phạm một phút giây nào trong đời sống này. Xong việc. Chúng sinh